Cô ấy chỉ cao 1m50 và nặng xấp xỉ 45kg, là một nữ bồi bàn và là một nhà thơ nghiệp dư, xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở Dallas, nước Mỹ. Cô tỏ ra chán ghét cuộc sống nhàm chán hiện tại và luôn khao khát đi tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn. Còn anh thì là một tên trộm lẻo mép, cũng lớn lên trong một gia đình nghèo khó và không mấy hạnh phúc. Anh thì luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho riêng mình. Và họ đã cùng nhau trở thành một cặp đôi tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó chính là Bonnie và Clyde. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhi Nhi Creepy. Trong video ngày hôm nay thì Nhi đã hứa mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của cặp đôi tội phạm khét tiếng Bonnie và Clyde. Bonnie là một thiếu nữ xinh đẹp, đem lòng yêu say đắm một tên tội phạm khét tiếng. Chuyện tình của họ thế nào và cuộc đời của họ đã trải qua những gì thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Clyde Barrow là con thứ 5 trong gia đình 7 anh chị em. Khi còn trong độ tuổi thiếu niên thì gia đình anh đã chuyển đến một khu ổ chuột nằm ở phía tây Dallas. Họ thực sự là những người dưới đáy cùng của xã hội vì họ thậm chí còn không có một chiếc lều để ngủ qua đêm. Cả gia đình phải ngủ chung với nhau trên một toa xe và Clyde bắt đầu hành nghề trộm cắp năm anh lên 16 tuổi. Còn Bonnie Parker sinh ra ở Texas và lớn lên cùng với mẹ và hai anh chị lớn. Vào năm 1926, năm Bonnie 16 tuổi thì cô đã nghỉ học cấp 3 để kết hôn với Roy Thornton, một kẻ trộm vặt trong địa phương. Không lâu sau đó thì tên này đã bị bắt bỏ tù vì tội giết người. Bonnie và Clyde gặp nhau lần đầu tiên ở Texas vào tháng 1 năm 1930. Khi đó Bonnie 19 tuổi và vẫn còn đang trong một mối quan hệ vợ chồng với Roy, một kẻ đang ngồi tù mọt gông. Còn Clyde thì 21 tuổi, chưa vợ và họ đã gặp nhau trong một bữa tiệc đêm và đó quả thực là một tình yêu sét đánh. Cả hai đã thề nguyện sẽ ở bên nhau mãi mãi, mặc kệ cho Bonnie là gái đã có một đời chồng. Thế nhưng sau đó vài ngày thì Clyde bị bắt bỏ tù vì một vụ trộm. Sau đó hắn trốn thoát và có sự giúp đỡ của Bonnie từ phía bên ngoài. Nhưng rồi hắn lại bị bắt một lần nữa. Lúc này thì mẹ ruột của Bonnie đã cầu xin con gái mình hãy từ bỏ mối tình này. Thế nhưng cô ấy đã không nghe lời mẹ mình. Clyde đã được tạm tha vào tháng 2 năm 1932. Cặp đôi này đã tái hợp và cùng nhau sống một cuộc sống của những kẻ phạm tội. Họ liên tiếp thực hiện những vụ cướp ở cửa hàng tạp hóa và trạm xăng. Chẳng mấy chốc thì cặp đôi đã thành lập được cả một băng đảng để thực hiện những vụ cướp lớn hơn như là cướp vũ khí hay là cướp ngân hàng. Và một ngày nọ thì cặp đôi đã tách nhau ra vì Bonnie muốn trở về Dallas để thăm mẹ. Còn Clyde và đồng bọn thì tham gia vào một bữa tiệc đêm. Cảnh sát lúc này đã đánh hơi được băng đảng của Clyde và tiếp cận chúng. Trong vụ ẩu đả lần này thì Clyde đã nổ súng và cướp đi sinh mạng của một sĩ quan. Trong cùng năm là năm 1932 thì hắn tiếp tục ra tay với một cảnh sát trưởng khi cặp đôi bị rơi vào bẫy của cảnh sát. Thế nhưng chúng vẫn chạy thoát được sau vụ đó. Một năm sau là năm 1933, Clyde, Bonnie cùng đồng bọn kéo nhau về ở ẩn tại vùng Missouri. Nhưng sau một đêm nhậu nhẹt và ca nhạc ầm ĩ thì cảnh sát tiếp tục lần ra được tung tích của chúng. Trong lúc cuống cuồng chạy trốn thì băng đảng này đã để lại hầu hết vũ khí, những bài thơ mà Bonnie đang viết dở và một chiếc máy ảnh. Trong đó thì có một bức ảnh vẫn còn nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Đó là bức ảnh Bonnie đang tinh nghịch cầm khẩu súng chĩa vào người mình yêu. Quay lại với cuộc tẩu thoát thì trên đường đi, băng đảng này đã thực hiện hàng loạt những vụ cướp ngân hàng. Chúng đã cướp xe và thậm chí còn bắt cóc con tin. Nhưng sau đó thì chúng sẽ thả họ ở một nơi cách hiện trường vụ án chừng vài chục hoặc là vài trăm dặm. Đôi khi thì chúng còn cho tiền họ để trở về với gia đình nữa. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1933, Buck Barrow là anh trai ruột của Clyde đã được trả tự do. Băng đảng này như hổ mọc thêm cánh, chúng đã thay phiên nhau thực hiện hàng loạt những vụ cướp táo tợn, chấn động cả nước và thực sự đã khiến giới cảnh sát phải lao đao. Vào tháng 6 năm 1933, Bonnie, Clyde và đồng bọn đã bị tai nạn xe hơi ở Wilmington, bang Texas. Bonnie đã bị bỏng cấp độ 3 và nó nghiêm trọng đến mức cô hầu như không thể đi lại được trong suốt phần đời còn lại. Vào ngày 16 tháng 1 năm 1934, Bonnie và Clyde đã thực hiện một vụ hết sức táo tợn, đó chính là cướp ngục. Chúng đã giải thoát cho 5 tù nhân và tất cả đều thuộc cùng một băng đảng. Khoảng thời gian này là lúc cặp đôi bị cảnh sát truy tìm gắt gao nhất. FBI đã vào cuộc và họ nhanh chóng lần ra được manh mối dẫn họ đến gần hơn với cặp đôi này. Vì trong những tên vừa vượt ngục thì đã có một tên lén liên lạc với gia đình và từ đây thì FBI cũng đã truy dấu được Bonnie và Clyde. Cảnh sát đã giăng một cái bẫy khổng lồ và chỉ chờ đợi con mồi cắn câu. Vào một buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 1934 thì cặp đôi này đã lái xe rời khỏi nơi ẩn náu để đi đón một thành viên
quan trọng của băng đảng. Chúng không hề hay biết là chúng đang đi thẳng vào nơi phục kích của cảnh sát. Khi lái xe lên đỉnh đồi thì 6 viên sĩ quan, những người đã phục kích sẵn ở trên cây, đã dội thẳng những viên đạn vào đầu chúng. Và tổng cộng đã có hơn 140 viên đạn được bắn ra chỉ trong vòng vài giây. Và lần này đã không còn có một cuộc tẩu thoát ngoạn mục nào nữa. Cặp đôi đã chết ngay trên xe và chúng chỉ kịp nhìn nhau lần cuối. Bonnie và Clyde mặc dù đã chết cùng nhau, thế nhưng lại được chôn ở hai nghĩa trang khác nhau, cùng ở Dallas. Lý do là vì mẹ ruột của Bonnie, một người vô cùng căm hận Clyde, đã tuyên bố rằng anh có thể chiếm trọn trái tim Bonnie, nhưng chắc chắn anh sẽ không có được con gái tôi sau khi chết. Bà đã vô cùng đau khổ trong lễ tang của con gái, và lễ tang này cũng đã thu hút hơn 20.000 người tham dự. Chuyện tình của cặp đôi này đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số bộ phim. Thế nhưng những hậu duệ của Clyde và Bonnie thì thực sự không thích chúng. Họ cho rằng những bộ phim đó quá ủy mị và không hề giống với cặp đôi ngoài đời thật, cặp đôi mà đã cùng nhau oanh tạc khắp cả nước Mỹ. Còn các bạn, sau khi nghe xong câu chuyện thì các bạn có cảm nhận gì về chuyện tình của cặp đôi này?